Rồi tiếp tục về vùng đất Lung ở quê mình xem bà con mình thu hoạch lúa nha các bạn. Lúc này là những cánh đồng muộn của vụ ba các bạn ơi. Giờ là bà con mình cũng cố gắng thu hoạch cho xong nè. Lúa này mới vừa chín tới luôn nha các bạn. 5451, giá 5.400 một ký. Đất ở đây cũng khá là vất vả cho anh em máy cắt nha. Đó các bạn thấy chưa? Xem thử máy này cũng nghe nói anh em là đã binh lên độ lên hết rồi. Thôi nó sẽ cắt như thế nào nha các bạn. Rồi đất ở đây thì biệt danh là lúng dữ lắm. Chỗ nào không lúng thì thôi, mở lúng là lúng hoài nha các bạn. Mình thấy xa xa chứ mấy cắt lúa cũng cảm giác là khó khó rồi đó. Chạy qua đây cắt lúng nó quá đúng chắc luôn rồi. Càng chạy càng lúng rồi mấy bạn. Máy luôn. Ồ, máy mạnh thiệt. Wow. Tiếp không các bạn? Cái đó máy yếu yếu là không bao giờ chạy nổi. Mà thấy đây, được không? Quá trời, quá đất. Đây đó là dẻo luôn các bạn. Bánh xích nó không tuôn luôn. Nó không lăn được. Hải hồng thì chứ. Bởi vì mình thấy có một chiếc 70 mà dám vô cái vùng này cắt là mình thấy cũng gan lắm rồi. Ô chim bự. Ôi. Này là cò đỏ. Có loại cũng màu đỏ nữa mà ta kêu cò rán nha các bạn. Do đất nói chung là cũng khá là lúng nên là anh em mình thường xuyên là kè kè theo máy cắt để mà sang lúa ra nha các bạn. Nó không kè theo thì nó sẽ dễ bị lúng, với lại anh em cũng rất là khó cắt, khó hứng nữa các bạn. Nó chiếm cái diện tích của anh em mình làm việc nó không có được thoải mái. Này dàn lúa nha các bạn. Giờ này quá trời tối rồi các bạn ơi. Anh em mình tranh thủ cắt hết miếng này chắc cũng nghỉ rồi. Giờ là còn bên đây ăn miếng. Với lại bên đây ăn miếng nè. Thì nếu mà tối nay xong được thì càng tốt. Mình thấy bầu trời bữa nay chuyển đen trời chứ. Chắc có mưa. Giờ bay đặt trời khúc trên trảnh đất gò nên là không có sợ lúng, nhưng mà khúc dưới đây thì vất vả nha các bạn. Cái máy này nói chung là khá là mạnh nên khúc ở chỗ này nè chạy cũng vất vả lắm nha. Mấy năm trước chỗ này đã bị lúng hoài luôn mà chiếc này chạy không lúng nha các bạn. Xế chạy cũng hơi bị khéo.
chạy lên luôn. Giờ là cắt những cái chỗ dễ cắt trước, còn như mấy chỗ khó cắt á, như chỗ này nè rất là khó cắt, rất là vất vả. Chùa ở trong bờ ra là hai lan nha các bạn, nói chung là một lan mấy, để đề phòng sợ ở trong đây là nó mềm á, không có cắt được, lúng cái là cả đêm. Giờ này chiều tối rồi, bầu trời lúc này yêu quái đã kéo đến rất là đông rồi nha các bạn. Này giống như phim chưa bắt giới đi lấy vợ, chuẩn bị có một cái cơn mưa chắc cũng khá là to. Hiện tại là mình đang thấy có cái mùi lạnh lạnh rồi đó các bạn ơi. Mùa này đang mùa gió bắc nữa, cũng sắp sửa tới Tết luôn rồi các bạn. Chắc ráng tranh thủ mình quay hết cái chỗ này, chắc mình cũng kết thúc video để mình về rồi. Chứ hiện tại là một trời quá trời rồi các bạn ơi, giờ rất là xa nhà mình, để mình tranh thủ mình quay hết cái lam này đi rồi mình về. Giờ này bắt đầu là video mình quay là hộp không à, tối ưu quá hết mà mất có thể rồi đó các bạn. Đang sang lúa nha các bạn ơi, giờ là mắt thường nhìn hết thấy rõ mặt người luôn rồi. Rồi luôn bác tài ơi, chạy cho bác tài ơi. Quá trời luôn rồi bác tài ơi, trời kéo mây quá trời à. Đất ở đây cũng tương đối dài và chiều dài, nhưng mà chiều ngang nó hẹp nha các bạn. Giờ này tối cái mấy con gầy nâu nó đi ra rồi bây giờ. Hết lần cắt này mình sẽ khép lại video này tại đây nha các bạn. Ông cắt chậm nó đi vô được không? Cắt chậm nó đi vô được không? Cho nghe nó cắn thẳng cái gì hả? Ba la mau chưa? Cho nhậu được ba la mau chưa? Cắt chậm nó vô dùng đi. Rồi chủ ruộng kêu vô luôn rồi nha các bạn. Cò đỏ, ở đây cò đỏ nhiều lắm. Hết lam này mình về, mấy anh em cũng nghỉ luôn rồi nha các bạn. Đang tiếp tục săn lúa nè.
mấy đứa nhỏ cũng muốn đi về hết nè. Cô lúa mang lúa vô nhà để cho re nó căng luôn nha các bạn. Đảo lên cái mình coi nó xử cù chỗ này nha các bạn. Chỗ này cũng khá là nguy hiểm nha. Mình sẽ quay kỹ hơn cho mấy bạn xem. Đẩy lên cái. Hai đứa nhỏ cũng quyết liệt để dí theo máy cắt để kiếm chuột hay kiếm rắn nha. À hình như có gì. Thấy giành giành nhau. Rồi xem khúc xử cù này nghe các bạn, không biết máy có giám cắt không. Xong này là đi vô luôn rồi đó. Ồ, qua đây luôn các bạn ơi. Là cắt ở ngoài kia trước. Đó, khúc này là cả vấn đề nha các bạn. Xem những màn hay nó nằm ở phía sau này nha. Tối luôn rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ là mình tạm thời kết thúc video này tại đây nha các bạn. Mình về mới được. Đúng rồi, không thấy đường về.